Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hoangphucphoto.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho em cái cách để chúng ta tạo ra một cái hiệu ứng là hình người có chữ nền ở phía sau. Cái cách làm này các bạn có thể ứng dụng để làm những cái poster cá nhân, ví dụ như là poster bóng đá hoặc là poster sự kiện kiểu như thế ha, như cách mình đang làm ở đây này. Rồi, đầu tiên nếu các bạn mới lần đầu tới kênh của mình hãy nhấn nút like, nút subscribe ha và nhấn nút chuông thông báo nữa để không bỏ lỡ những video của mình trong tương lai nha. Thì cái quay trở lại chủ đề chính ngày hôm nay là chúng ta sẽ làm cái hiệu ứng kiểu như thế này. Cái cách ứng dụng của cái cách làm này các bạn có thể làm cho những cái poster kiểu như là poster cá nhân cho doanh nhân chẳng hạn như vậy, hoặc là poster cho cầu thủ, hoặc là những cái sự kiện nếu anh em muốn. Tuy nhiên mình sẽ có phải có một cái nốt nhỏ, đó là bởi vì cái việc chúng ta làm cho chữ, cái hình người của mình đã đè lên chữ, thành ra có thể những cái chữ đó có thể người ta sẽ đọc hơi bị nhầm, có thể bị hiểu sai nghĩa kiểu như vậy, tại người ta không đọc hết được cái chữ mà. Cho nên là cái cách làm này chỉ nên sử dụng để giống như là một cái hình hình trang trí cho cái poster thôi, chứ chúng ta không có để chỉ đơn đọc riêng cái nội dung của cái poster lên đây. Như cá nhân mình á, thì mình đang để là portrait retouching, nhưng mà ở dưới này mình vẫn để cái tiêu đề của cái buổi workshop của mình, là cái buổi mà mình làm cái poster này ha, anh em hình dung ha. Cho nên cái toàn bộ cái hình người và chữ này chỉ mang mục đích trang trí là chính ha, chứ còn các anh em đừng đặt nặng cái vấn đề là người ta sẽ đọc cái dòng chữ này để coi như nó là cái tiêu đề, ok ha. Tiêu đề nên để riêng và người ta dễ đọc hơn. Rồi, cái cách làm đơn giản thôi, các bạn sẽ cần có một cái hình hình cá nhân trước ha, ví dụ như là hình các bạn là doanh nhân là bất động sản chẳng hạn như vậy, các bạn muốn PR bản thân thì các bạn có thể chọn cái hình của anh em ha. Sau đó các bạn sẽ tách nền cái này ra, các bạn sẽ vào chúng ta có thể sử dụng công cụ là quick selection cũng được, ở đây mình sử dụng là select all subject ha. Đối với những phiên bản mà 2018.5 trở lên thì nó sẽ có cái nút select subject này, 2019 ha trở lên thì nó sẽ có, các bạn click cho cái tự động nó nhận thôi ha. Sau đó các bạn có thể nhân đôi layer này lên. Còn đây thì mình sẽ sử dụng cái select and mask để mà mình điều chỉnh lại cái vùng chọn này một tí ha. Một tí thôi, không có nhiều. Đây mình sẽ bôi. Có một cái vấn đề đó là nếu như hình nền của anh em nó hơi phức tạp hơn cái này thì các bạn có thể chọn xem những cái video mà hướng dẫn tách nền của mình ở trên trên kênh YouTube của mình đó, thì mình có hướng dẫn, anh em có thể coi qua ha. Còn như ở đây thì mình đang là để nó gọi là những cái thông số nó vừa phải thôi, nó không ảnh hưởng gì quá nhiều. Rồi, và mình nhấn là ok. Rồi, ở đây mình sẽ nhấn Ctrl J sau khi mình đã có cái vùng chọn người rồi, mình nhấn Ctrl J ha để mình có một cái layer người riêng. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo cái file mới. Cái file kích thước tùy anh em, ví dụ như là bình thường các bạn là tạo file để các bạn có thể in ra hình A4 hoặc là A0 thì các bạn có thể chọn là print và chọn cái những cái preset có sẵn ha. Còn như đây ví dụ như là các bạn là để up Facebook thôi thì các bạn có thể để là 2048 nhân chiều dọc ha, chiều dọc các bạn có thể để là 1400 hoặc là 2048 nhân 2048 rồi 72 dpi. Color profile mình để là sRGB và nhấn create để chúng ta tạo ra một cái file, cái thư mục trống như này. Nếu các bạn in thì các bạn có thể để kích thước A4 cũng được ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chọn một cái nền cho nó. Nền thì mình làm đơn giản thôi, mình lên Google Image, mình chọn đại một cái nền. Đấy, ví dụ các bạn muốn chọn nền, các bạn làm bất động sản thì các bạn có thể lấy luôn hình nền, những cái hình vẽ nhà chẳng hạn như vậy các bạn bỏ vô. Còn như ở đây mình đang làm cá nhân đơn giản thôi thì mình sẽ chọn đại một cái nền. Nói là chọn đại thôi chứ cũng phải có tí gọi là lựa chọn chứ nhỉ. Rồi, mình để kích thước ở đây, các bạn nhớ chọn kích thước, nếu các bạn search ở trên Google Image, các bạn nhớ để kích thước là lớn nha. Để chúng ta có một cái những cái hình nó tương đối lớn một chút, các bạn có thể sử dụng nó để làm background nó đẹp hơn. Cái này thì bị chặn rồi. Mình sẽ coi thử cái này coi sao. Copy, mình không biết nó có lớn, đủ lớn hay không. Ok, cũng được. Rồi, mình cần chuẩn T và mình phóng lớn lên cho nó phù hợp ha. Phóng lớn, các bạn nhấn Ctrl T đó để các bạn có thể tăng giảm kích thước ha. Rồi, ở đây thì mình đang để cho nó tầm này. Rồi, có thể co bớt hai bên này luôn đi. Rồi, vậy được rồi. Ok, rồi bây giờ các bạn sẽ đưa cái hình người của các bạn qua ha. Các bạn chỉ đơn giản sử dụng Move Tool này. Chúng ta click vô người và đưa, click giữ ha, kéo đưa qua tab bên này và đưa xuống dưới luôn và chúng ta mới thả ra ha. Ở đây kích thước nó lớn hơn, các bạn sẽ nhấn Ctrl T. Và chúng ta thu nhỏ cái hình này lại đó, thì thu nhỏ lại
Và các bạn nhớ để ý giúp mình nha, bởi vì mình muốn làm cho nó mượt mượt, thành ra là mình sẽ chỉ để kích thước cỡ này thôi. Chúng ta không lấy hết hình người nha, chúng ta chỉ lấy một phần người thôi. Rồi, ví dụ như là tầm này. Rồi, cái background ở đây, ví dụ như là mình muốn lấy background là các bạn có quá nhiều màu đi, thì chúng ta có thể xử lý cái background này cho nó nổi bật cái người lên. Ví dụ như là hình cái màu cá nhân của mình là màu đỏ, kiểu như thế thì các bạn có thể làm đơn giản. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển cái hình nền trở về hình trắng đen, các bạn sẽ nhấn Ctrl Shift U ha, để nó về trắng đen. Ví dụ như là cái hình nền của các bạn nó nhiều chi tiết quá, kiểu như là hình vẽ nhà hoặc là hình sân bóng đá kiểu như vậy, nó quá nhiều màu thì các bạn nhấn Ctrl Shift U để chúng ta bỏ bớt màu đi. Và sau đó chúng ta sẽ tạo một cái lớp màu mới, các bạn có thể chọn là Gradient hoặc là Gradient Map ở đây cũng được. À, mình sẽ sử dụng Gradient Map đi hả? Rồi, và ở đây các bạn chọn màu. À, các bạn muốn tạo cái màu chuyển như thế nào thì các bạn chọn. Như đây mình sẽ chọn là từ màu đỏ sang màu đỏ. Nhấn OK. Rồi, bây giờ thì mình sẽ giảm opacity đi. Đó, nếu trường hợp là hình của các anh em có nhiều cái chi tiết thì nó sẽ lên cái chi tiết ha. Ví dụ như là mình sẽ chọn lại một cái hình nào đó nó có nhiều chi tiết đi cho anh em dễ hình dung ha. À, ví dụ như là hình hình này được không? Hình này đi copy vào Photoshop này, vào đây Ctrl V. Đó, mình sẽ phóng lớn hình này lên. Rồi, nhấn Enter. Đó, Ctrl Shift U bỏ bớt cái màu đi ha. Ctrl Shift U để nó chuyển cái hình nền về trắng đen, và các bạn sẽ thấy là nền nó sẽ đẹp hơn so với chuyện là nó có nhiều màu, nhiều khi nó pha trộn nhìn rối lắm. Rồi, bây giờ sau khi làm xong cái background rồi ha, chúng ta quay trở lại hình người của ta ha. Rồi, ở đây các bạn sẽ chọn cái chữ ha, chọn chữ thì mình sẽ sử dụng công cụ là Type Tool này, Horizontal Type Tool để chúng ta gõ chữ. Rồi ví dụ như là cái workshop của mình hồi này, hồi hồi đấy thì mình sẽ chọn là retouch, hoặc là bây giờ mình sẽ thay đổi đi. Ví dụ mình muốn để tên của mình, ví dụ như là Hoàng Phúc chẳng hạn như vậy, thì các bạn có thể gõ chữ Hoàng Phúc vào đây. Hoàng xong rồi xuống dòng Phúc. Đó, ví dụ như vậy. Còn không, ví dụ như là photo, nãy mình chọn là cái gì đấy nhỉ? Portrait retouching, ví dụ như vậy. Portrait retouching. Ok ha. Rồi, ở đây cái phông chữ thì mình sẽ chọn vào trong menu Windows và chúng ta chọn là Character để mình có thể chỉnh được cái phông chữ. Mình sẽ chọn vào layer chữ này ha, và mình sẽ đổi cái màu chữ này thành màu trắng hoặc là màu gì đó nó nổi lên trên cái nền, miễn các bạn cảm thấy ưng là được ha. Phông chữ thì theo mình, cá nhân mình nha, thì các bạn nên chọn những cái phông mà nó không có chân ha, không có chân, tại vì kích thước chữ này mình sẽ làm rất là lớn, cho nên nếu như có chân á thì nó sẽ làm cho cái chữ của các bạn nó hơi hơi rối ha. Rồi, các bạn tăng kích thước chữ lên sao cho nó vừa đủ ha. Còn cái mặc định đây, cái khoảng cách chữ á thì các bạn sẽ tăng ở cái phần đây ha. Cái phần này nó gọi là gì rồi nhỉ? Leading hả? À, các bạn có thể thay đổi cái chữ, cái khoảng cách của hai dòng đó cho nó gần gần lại nhau ha. Rồi, ví dụ như thế này. Rồi, ở tầm này xong rồi thì mình sẽ phóng lớn cái chữ này lên một tí. Đó, ví dụ như thế này ha. Ở đây cái phông thì các bạn có thể chọn cái những cái phông nó đứng đứng kiểu này ha. Thường phông mặc định của máy tính thì mình thấy nó cũng có nhiều cái phông nó phù hợp rồi, cho nên là nếu được, được các bạn có thể chọn luôn những cái phông đó ha. Đây, ví dụ mình đây mình chọn là phông BBS Newer này ha. Rồi, khoảng cách các chữ ở đây mình đang thấy nó hơi rộng thì các bạn có thể thay đổi cái khoảng cách chữ ở đây. Đó, mình cho nó gần gần lại một tí ha. Rồi, kiểu như này, mình cảm thấy ok. Rồi, cái người ở đây mình cảm thấy cái tương quan với chữ có vẻ đang hơi cảm thấy cũng ổn ổn ha. Thôi ok, mình để như này ha. Rồi, ở đây mình sẽ làm cái hiệu ứng. À, đâu, bây giờ mình sẽ đưa cái chữ xuống phía dưới người ha, xuống phía dưới người. Sau đó thì mình sẽ làm một cái hiệu ứng. À, chúng ta sẽ nhân đôi cái chữ này lên và chúng ta đưa nó lên trên người, nhân đôi bằng cái phím là Ctrl J ha. Phím J là phím nằm giữa và phím H. Phím J là phím nằm giữa H và phím K. Rồi, ở cái chữ nằm ở phía trên này thì mình sẽ chuyển nó để chỉ có cái viền thôi ha. Để chi? Đây, ví dụ như các bạn có thể thấy là chữ Portrait Retouching của mình này, khi mình zoom vô, các bạn sẽ thấy nó vẫn có cái viền. Để làm gì? Bởi vì cái hình của chúng ta nó đè lên, hầu như là đè lên hết cả chữ, thành ra là người ta khó đọc. Khó đọc quá thì nhiều khi nó gây những cái gọi là hiểu lầm không đáng có. Cho nên là mình vẫn để lại những cái nét ở phía trên để trường hợp ai zoom vào muốn đọc vẫn đọc được ha. Đơn giản như vậy. Thì đây là cái layer trên cùng, đây là chữ ở phía dưới thì mình để màu trắng rồi, còn layer chữ ở phía trên người ha. Đây. Thì mình sẽ click
chuột phải và chọn là blending option ha. Cái blending option nó nằm trên cùng, hoặc là các bạn click đôi vào vùng trống của cái layer đó, click đôi nó sẽ hiện cái bảng layer style này lên ha, blending option. Rồi, ở trong cái bảng layer style này các bạn sẽ giảm cái fill opacity hết cỡ, giảm hết cỡ nha, fill opacity để 0%. Rồi chúng ta sẽ qua cái phần stroke ha. Phần stroke này á thì chúng ta sẽ đặt cái là inside ha, inside. Và ở đây mình sẽ để kích thước khoảng chừng 2 thôi. 2 pixel hoặc là 3 pixel thôi, tùy kích thước cái ảnh của các bạn ha. Như đây mình đang để là tầm 2 thôi, vừa đủ thấy là được rồi ha. Color của cái viền thì mình sẽ để trùng với lại color chữ. À, và nhấn OK, đang là màu trắng nha, nhấn OK. Đó, chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng là như thế này. Ở đây thì mình có thể giảm opacity để cho nó mờ mờ đi một tí, gọi là nó vẫn có một cái tinh tế chứ. Nhiều khi cái này, cái line của cái chữ nó nằm đè lên người thì nhìn nó cũng hơi buồn cười, kiểu như vậy ha. Các bạn có thể để 1 hoặc là thôi 2 đi ha. Rồi, nhấn OK. Rồi, và đây chúng ta có kết quả cuối cùng là như thế này. À, đơn giản mà đúng không? Rồi bây giờ đối với hình người thì mình sẽ làm cho nó mờ dần lên ha. Mờ dần lên thì đơn giản thôi, các bạn sẽ sử dụng là công cụ layer mask ha. Ở đây chúng ta sẽ click vô layer mask này. Ở đây cái icon layer mask là ngay phía dưới này nha, click cái. Rồi và sau đó chúng ta sẽ chọn qua cái layer mask ha. Các bạn nhớ click chuột chọn vào layer mask đây. Và chúng ta sẽ sử dụng công cụ là gradient tool. Đây là gradient tool nha. Các bạn click vào đây. Và ở trong này các bạn sẽ chọn là từ màu trắng, từ màu đen qua màu trong suốt ha, từ màu đen qua màu trong suốt. Bây giờ các bạn sẽ chọn là đây, tới trong suốt này, ở đây các bạn sẽ chọn là màu đen. Rồi ở đây thì chúng ta có thể bỏ màu đi cũng được, kéo thả ra ngoài để chúng ta có một cái màu đen như này thôi. Chúng ta click OK ha. Nhớ giúp mình nha, màu đen sang trong suốt, màu đen sang trong suốt chứ không phải là màu đen sang màu trắng nha ha. Màu đen sang trong suốt, các bạn có thể chọn màu đây. Và nếu ở đây đang là màu gì đó, các bạn có thể click vô cái núm ở phía trên này để chúng ta chỉnh opacity ha. Ở phía trên là chỉnh màu, ở phía dưới là chỉnh màu, ở phía trên là chỉnh opacity ha. Chúng ta sẽ có cái màu đen sang màu trong suốt như thế này, nhớ đúng như này nha. Và chúng ta click OK. Rồi bây giờ thì công việc của mình đơn giản, mình sẽ click giữ ở cái phần gần chữ này, mình đưa thẳng lên trên, giữ phím shift để nó đi những cái đường thẳng như này ha. Đó, và nhìn nhấn thôi. Ở đây thì mình sẽ làm cho nó vừa như này. À, hoặc là thấp hơn một tí tùy ý các bạn ha. Như đây mình sẽ để lên tí nữa đi. Đó, tầm này ha. Đó, chúng ta sẽ xong được cái hình chữ này thôi ha. Cái cách làm thì nó khá là đơn giản ha. Và bây giờ thì các bạn chỉ việc đơn giản là chúng ta tạo ra một cái chữ về cái tiêu đề chính gốc này, hoặc là những cái thông tin mà các bạn muốn thêm vào đây ha. Thì cách làm thì nó cũng khá là đơn giản. Thì mình hy vọng là cái video này sẽ hướng dẫn chia sẻ được nhiều cho anh em những cái thông tin mà anh em có thể làm theo được ha, và có thể cung cấp được những cái kiến thức cho anh em ha. Ok, toàn bộ video nó là như vậy thôi, cũng khá là đơn giản ha. Và hy vọng là những bạn newbie cũng làm được. Mình có những cái bộ preset này, những cái bộ khóa học ở trên trang store.hoangphucphoto.com. Nếu các bạn muốn ủng hộ mình, các bạn có thể lên trang store.hoangphucphoto.com để các bạn tham khảo nha. Ngoài ra nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, hãy nhấn like, subscribe và comment ở phía dưới cho mình biết ở video sau các bạn muốn mình làm về chủ đề gì nha. Mình sẽ làm. Bye bye.